Để bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cho con thì ngoài việc Thu Trang cho con ăn uống đủ chất, bên cạnh đó Thu Trang còn có kết hợp thêm dòng sản phẩm sữa non tổ yến Goldilocks Grow nữa. Đây là một sản phẩm rất là tốt mà Thu Trang đã được người thân giới thiệu. Ít nhiều thì Thu Trang cũng nghĩ rằng là mình có kinh nghiệm về việc tìm hiểu tất cả những cái dòng sữa để phù hợp cho con mình. Thế nhưng mà ngày hôm nay khi mà Thu Trang được ngồi ở đây, được giao lưu tọa đàm và được lắng nghe chia sẻ của bác sĩ thì Thu Trang mới biết rằng là sản phẩm sữa non tổ yến Goldilocks Grow còn có rất là nhiều những cái tác dụng tốt khác nữa cho việc phát triển và tăng trưởng cho trẻ. Không chỉ cung cấp nguồn dinh dưỡng cho con từ nguồn sữa non thuần khiết và tinh chất tổ yến quý giá, bên cạnh đó còn tạo ra 21 loại vitamin, chất xơ và probiotic. Và điểm đặc biệt của sữa non đó chính là hàm lượng kháng thể IgG rất cao. Đó là một trong những loại kháng thể đóng vai trò rất là quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ và chỉ có ở trong sữa non. Hiện tại thì bé trai nhà Trang đã được 6 tuổi rồi. Mỗi một ngày thì Thu Trang sẽ cho con uống 2 lần, mỗi lần một gói pha với 50ml nước. Sau một tháng sử dụng thì con trai Trang cũng đã có những thay đổi rất là rõ rệt. Đó chính là con đã ăn được tốt hơn, ăn được nhiều hơn và điều quan trọng hơn nữa đó chính là hệ tiêu hóa cũng đã đi vào ổn định, không còn ốm vặt khi thay đổi thời tiết nữa. Có thể nói sữa non tổ yến Goldilocks Grow là một trong những sản phẩm sữa bổ sung dinh dưỡng cho trẻ một cách toàn diện nhất, không chỉ với trẻ biếng ăn, chậm lớn hay là những trẻ đang gặp vấn đề về đường ruột, về đường tiêu hóa, mà ngay cả những trẻ đang khỏe mạnh cũng nên bổ sung hàng ngày để có thể duy trì lượng kháng thể trong cơ thể một cách tốt nhất. Goldilocks Grow cùng Thu Trang nuôi con khỏe. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.